Xin kính chào quý vị khán giả của Sống Kết Nối. Thưa quý vị, như vậy là cho đến ngày hôm nay thì đồng loạt các nhà mạng đều công bố triển khai thành công việc đổi số thuê bao từ 11 số về 10 số trong đợt đầu tiên. Xác định việc chuyển đổi thuê bao 11 số về 10 số là vô cùng quan trọng, Mobifone đã lên kế hoạch chuẩn bị chi tiết cho lộ trình chuyển đổi này. Đáng chú ý là nhà mạng này còn đưa ra ứng dụng My Mobifone để giúp khách hàng cập nhật lại số thuê bao trong danh bạ sau khi chuyển đổi một cách nhanh chóng tiện lợi. Hãy cùng theo dõi trải nghiệm của phóng viên Sống Kết Nối. Vậy thì với nick danh bạ rất nhiều số thì việc chuyển đổi đầu số trên danh bạ sẽ rất khó khăn. Nhưng mà tôi đã tìm ra giải pháp qua ứng dụng My Mobile Phone. Hãy cùng tải ứng dụng My Mobile Phone và làm theo tôi nhé. Với tính năng này, thay vì phải tốn hàng giờ đồng hồ để sửa đổi từng cái tên, con số trong danh bạ của mình, người dùng có thể thao tác rất dễ dàng trên ứng dụng My Mobile Phone. Danh bạ mới của khách hàng sẽ được cập nhật chỉ trong vài phút, giúp cho việc liên lạc không gặp gián đoạn. Tính năng này sẽ không áp dụng riêng đối với các số điện thoại của mobile phone mà có thể sử dụng để chuyển đổi tất cả các số điện thoại của các nhà mạng khác. Hôm nay thì tôi đi chuyển đổi ở nhà mobile phone thì cái chuyển đổi nó cũng rất là dễ thôi. Chỉ cần tải app của My Mobile Phone, sau đó tớ chuyển luôn ở trên này, đây. Trong này có luôn thì sẽ đổi trực tiếp ở trên này, cũng rất là đơn giản. Rất là tiện. Tôi qua cửa hàng thì tôi định thay đổi số điện thoại bởi vì tôi đang dùng số điện thoại 11 số nên muốn đổi sang 10 số theo quy định của nhà nước. Thì khi đi ra đến cửa hàng thì mọi người cũng bảo là không cần nhất thiết phải ra cửa hàng đâu. Thì mọi người còn hướng dẫn là tải các cái app dùng trên điện thoại của mobile phone như là My Mobile Phone hoặc mobile phone.net thì mình có thể đổi trực tiếp lên trên app luôn và sau đó mình ở nhà cũng được và mình không cần phải ra cửa hàng nên rất là tiện trong việc chuyển đổi từ khi dùng mạng mobile phone. Tôi rất là hài lòng với điều đấy. Mobile phone đã chuẩn bị cho chuyển đổi việc chuyển đổi đầu số từ đầu 11 số sang 10 số từ thời gian trước và đã cái thử nghiệm này đã thành công. Thuê bao mobile phone đầu 11 số sang đầu 10 số có thể sử dụng phần ứng dụng phần mềm của mobile phone hòa vào mobile phone Next để chuyển đổi đầu số. Khách hàng thì có thể tải ứng dụng My Mobile Phone và My Mobile Phone Next về máy điện thoại di động của mình để sử dụng. Đối với phần mềm của iOS thì mình vào phần mềm của Android. Còn những trường hợp máy feature máy thông thường thì sau thời gian chuyển đổi này ngày 15 tháng 9 này thì khách hàng có thể đến các cửa hàng của Mobile Phone để được nhân viên hỗ trợ dịch vụ.